rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 45. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung. Trong đó, Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lạng Sơn, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bình Thuận, Cà Mau, Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hồ Đại Dũng, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Thái Hồng Công, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy nguyên giám đốc công an tỉnh lạng sơn hồ đức hợp tỉnh ủy viên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh yên bái nguyễn kim thoại tỉnh ủy viên giám đốc sở tài chính tỉnh bắc ninh nguyễn ngọc nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và lê quang vinh tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phú quý tỉnh bình thuận nguyễn quốc định nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng tỉnh cà mau đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Linh Ngọc, Hồ Đại Dũng, Thái Hồng Công, Hồ Đức Hợp, Nguyễn Kim Thoại, Nguyễn Ngọc, Lê Quang Vinh, Nguyễn Quốc Định. Trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 8, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 45, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý, sử dụng đất một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nhiều tổ chức Đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự do có vi phạm khuyết điểm trong vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án khu đô thị đại ninh tỉnh lâm đồng và các địa phương đơn vị liên quan thông cáo nêu những vi phạm nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục nguy cơ thất thoát lớn tiền tài sản của nhà nước gây dư luận xấu làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về các ông Trần Đức Quận, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Trần Văn Hiệp, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và xử lý hình sự. Những người có trách nhiệm liên quan còn có Huỳnh Đức Hòa, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Đình Văn, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đoàn Văn Việt nguyên thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh võ ngọc hiệp phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh các nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đặng trí dũng nguyễn văn yên các tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn ngọc phúc phạm s các ông huỳnh ngọc hải tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường nguyễn văn sơn tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy lâm hà Bùi Sơn Điền, nguyên tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Đức Trọng, nguyên bí thư chi bộ, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lê Quang Trung, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Xây dựng, Trần Phương, bí thư Đảng ủy, cục trưởng cục thuế tỉnh Lâm Đồng. Liên quan những vi phạm trên còn có trách nhiệm của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban cán sự Đảng thanh tra chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Minh Khái, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng các nhiệm kỳ 2015-2020. 2020, 2025, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Lê Minh Khái. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra, thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban tiếp tục kiểm tra xem xét, xử lý các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền. Ngày 9 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Loan, cựu chủ tịch Vimedimex và đồng phạm trong vụ án sai phạm đấu giá đất xảy ra ở Đông Anh, Hà Nội. Luật sư của bà Nguyễn Thị Loan là ông Trương Quốc Hòe đã có đơn đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho tạm ngừng phiên tòa diễn ra vào ngày 9 tháng 8. Theo ông Hòe, ngày 1 tháng 8, luật sư làm đơn đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội trưng cầu giám định 39 bút lục có chữ ký của bà Loan và 7 bút lục được thu giữ trên bàn làm việc của bị cáo. Do kết luận điều tra bổ sung của cơ quan điều tra đưa ra kết luận giám định đối với những tài liệu này không rõ ràng, thiếu chính xác. Do vậy, cần phải có thời gian để thu thập, bổ sung, nhận kết quả giám định các bút lục này từ hoạt động trưng cầu giám định của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Trước đó, luật sư còn đề nghị tòa triệu tập điều tra viên để làm rõ việc có hay không hành vi cắt, ghép, tạo dựng biên bản lời khai hỏi cung đối với bà Loan. Luật sư còn đề nghị triệu tập hội đồng định giá trong tố tụng hình sự, công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá VNG để làm rõ một số vấn đề liên quan. Trước khi phiên tòa diễn ra, Ủy ban Thường trực Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra kế hoạch giám sát khiếu nại tố cáo của bà Loan cùng một số doanh nghiệp liên quan định giá, đấu giá trong vụ án này. Mục đích của kế hoạch nhằm đánh giá, làm rõ nội dung giải quyết khiếu nại của bà Loan và một số doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân liên quan, đề xuất hoàn thiện pháp luật, kiến nghị xử lý những tồn tại bất cập nếu có. Nội dung kế hoạch gồm giám sát quá trình định giá đất khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan dự án ở thôn Cổ Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội, giám sát quá trình tổ chức đấu giá dự án Cổ Dương. Đoàn kiểm tra sẽ giám sát cả quá trình tiến hành hoạt động tố tụng của một số cơ quan tiến hành tố tụng giám sát việc giải quyết kiến nghị khiếu nại. Thời gian giám sát dự kiến từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024. Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với bà Nguyễn Thị Loan và một số doanh nghiệp làm rõ một số nội dung khiếu nại tố cáo với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, Hội đồng định giá tài sản và một số cơ quan sở ban ngành liên quan. Đoàn giám sát dự kiến yêu cầu làm rõ trách nhiệm quản lý liên quan việc đề xuất, thông qua triển khai thực hiện đấu giá dự án cổ Dương làm rõ thực trạng triển khai dự án, tình hình sau khi hủy kết quả chúng đấu giá, thu hồi lại đất, vân vân. Với công an thành phố Hà Nội và viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, đoàn giám sát dự kiến yêu cầu làm rõ quá trình điều tra hành vi của bà Nguyễn Thị Loan, đánh giá các hoạt động tố tụng hình sự, căn cứ truy tố và căn cứ xác định hành vi phạm tội của từng người, cung cấp tài liệu liên quan. Tối mùng 7 tháng 8, Bộ Công an thông tin về vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội, King Club liên quan đến cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Hồ Đại Dũng, nguyên bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Ngô Ngọc Đức. Theo đó, ngày 22 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội, King Club ở khách sạn Pullman số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng. Ngày 24 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc đối với 5 người gồm Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng, Phan Trường Giang Giám đốc chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng, Cho Chun Khun, quốc tịch Hàn Quốc, Choi Jin Bok, quốc tịch Hàn Quốc, Sim ho Hee, quốc tịch Hàn Quốc quản lý tại King Club. Ngoài ra, bộ công an cũng khởi tố bắt tạm giam 8 người khác về tội đánh bạc. Mở rộng điều tra, ngày 29 tháng 7, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội đánh bạc đối với cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và Trương Xuân Danh sinh năm 1976 trú quận Ba Đình Hà Nội khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú với Lê Kim Đồng sinh năm 1969 trú quận Đống Đa Hà Nội ngày 5 tháng 8 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông Ngô Ngọc Đức nguyên bí thư thành ủy Hòa Bình về tội đánh bạc nhà chức trách đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.